về phần lý thuyết là như thế. Tiếp theo là chúng ta sang cái tải tổng quát là tải trình lưu iốt một pha một nửa chu kỳ tải RLE. Thì đây chúng ta rõ ràng là cái tải RLE nó phức tạp hơn. Tại sao? Tại vì nó bao gồm cả ba cái tải RLE. Ban đầu thì nó giống RE nhưng mà ở cuối cùng lúc mà kết thúc thì nó lại giống cái tải R, tức là nó có cái góc tắt dòng beta. Chúng ta phải xác định được cái góc tắt dòng beta của nó. Thì ở đây tương tự như cái phần RNE thì ở đây là chúng ta không xác định được khi nào diode nó dẫn và khi nào diode xin lỗi, khi nào diode cái khoảng diode nó dẫn và khoảng diode nó không dẫn, tại vì chúng ta tồn tại góc tắt dòng beta mà. Thì tôi chỉ biết rằng là khi mà diode dẫn thì cái điện áp ở trên hai đầu tải nó bằng U2, còn khi diode không dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải còn không. Các em hiểu không nhỉ? Nó khác cái tải thuần trở R là gì? Nửa chu kỳ đầu từ 0 đến pi thì chắc chắn là diode nó dẫn, còn từ pi đến 2 pi thì diode nó không dẫn. Nhưng mà những cái tải RN ấy và tải RNE chúng ta không biết được cái khoảng dẫn diode lúc nào dẫn và diode nào không dẫn, và chúng ta phải tính toán, chúng ta phải tính toán. Và chúng ta chỉ biết rằng là khi diode dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng U2, còn iốt nó không dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng không. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm xem là khi nào iốt nó dẫn và khi nào iốt nó không dẫn để chúng ta tính toán được những cái áp dụng vào viết phương trình dòng điện tải và điện áp tải để chúng ta có thể áp dụng công thức tổng quát để tính toán giá trị ứng dụng của dòng điện, giá trị ứng dụng của điện áp và công suất tác dụng, công suất phản kháng và nguồn nó cung cấp cho tải. Đấy. Chúng ta cứ nhìn cả một cái mạch hệ thống là bao gồm nguồn và tải. Nguồn nó cung cấp cái gì? Điện áp nó không đổi rồi, đúng nhỉ? Ví dụ điện áp chúng ta là 220V căn 2 đỉnh đấy. Thì cái dòng điện nó phụ thuộc vào công suất. Đúng nhỉ? Dòng điện nó cung cấp cho tải nó phụ thuộc công suất. Vậy thì công suất nó cung cái giá trị của công suất mà chúng ta tính toán, chúng ta sẽ hiểu được là cái dòng điện mà nó nguồn nó phải cung cấp cho tải là bao nhiêu. Nguồn điện chúng ta là luôn không đổi, tại vì chúng ta luôn luôn sử dụng nguồn áp. Nguồn áp khi đó là chúng ta tính được cái toán công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến, thì chúng ta sẽ mường tượng ra được, chúng ta mường tượng ra được cái dòng điện mà điện lưới nó phải cung cấp cho thiết bị của chúng ta. Đấy là chúng ta lưu ý như thế. Thì ra cái thông tin về dòng điện, công suất tác dụng, công suất phản kháng, công suất biểu kiến nó có ý nghĩa như thế. Và khi mà chúng ta xác định được nó rồi thì chúng ta sẽ tính toán được những cái thông số của mạch mà chúng ta cần thiết kế. Ví dụ dòng điện lớn nhất của chúng ta đạt được là 5 ampere chẳng hạn, thì chúng ta phải chọn diode như thế nào, chọn máy biến áp như thế nào, đúng nhỉ, cho phù hợp với những cái thông số mà chúng ta tính toán. Chúng ta có những thông số thì chúng ta sẽ thiết kế được những cái mạch điện tử của chúng ta, đúng nhỉ. Đấy là ý nghĩa tại sao chúng ta phải tính toán dài dòng văn tự như thế. Thì chúng ta thấy là áp dụng Kirchhoff vào phía thứ cấp thì chúng ta có là khi mà diode nó dẫn, khi diode nó dẫn thì rõ ràng UD bằng U2 bằng IDR cộng LDD trên DT cộng với E. Ta chuyển sang đây là đang viết DT nhá, chúng ta chuyển sang D delta đúng không? Thì chúng ta có là U2M sin delta, U2 bằng U2M sin delta mà. ID đây là đang ở ở cái biến này đang theo biến T, thì ở đây tôi ký hiệu góc theta, tức là biến này nó chuyển sang biến delta R nên với omega n d delta chia cho DID d delta chia cho delta, tức là đổi biến, đổi cái biến T sang biến delta cộng với E. E là một hằng số không đổi, E là một hằng số không đổi. Chúng ta giải cái phương trình vi phân này, chuyển vế đổi dấu đây, phương trình vi phân bậc nhất, đây là phương trình vi phân bậc nhất đối với cái dòng điện ID, tức là dòng điện chạy trong tải, đúng không? Dòng điện tải này. Chúng ta thấy là tại thời điểm ban đầu nha, tại thời điểm ban đầu thì chúng ta có là y theta một bằng không, tức là y góc theta một đấy chính là góc mà cắt giữa e và cái góc điện lưới, cái điện áp lưới, đúng chưa? Chúng ta giải được cái phương trình vi phân của nó đây. Các em về các em đọc lại cách giải phương trình vi phân để tôi trình bày lại nữa. Nếu mà ở trên bảng thì tôi sẽ trình bày lại lý thuyết giải phương trình vi phân, nhưng mà đây là tôi không trình bày lại lý thuyết giải phương trình vi phân nữa, mà các em phải về các em tự đọc cái lý thuyết giải phương trình vi phân. Và tôi nghĩ rằng ở chương trình toán cao cấp người ta cũng dạy cách để giải phương trình vi phân bậc một rồi, tôi nói lại được. Thế góc phi đó bằng a căng phi, góc ba ba bằng e chia u2m. Đây góc theta một chúng ta, đây các em nhìn đây, đây là cái dòng điện ID của chúng ta đây, đúng chưa? Dòng điện ID bắt đầu có khi nào?
khi mà điện lưới lớn hơn E, khi mà U2 lớn hơn E, tức là lớn hơn E thì mới có bắt đầu có dòng điện, cũng như là bắt đầu dòng nó mới chảy. U2 mà lớn hơn E, lớn hơn cái sức điện động E này thì dòng nó mới chảy từ từ điện lưới về đây được. Tức là lúc đấy là E đóng vai trò là tải và nguồn nó đóng vai trò là cung cấp năng lượng cho tải, đúng không? Thì dòng nó mới chảy như thế được. Còn mà U2 mà nhỏ hơn E thì dòng nó có khả năng nó đi ngược về đây. Không, tại vì hôm nay mà điện áp nhỏ hơn mà dòng nó chảy từ gì? Điện áp cao về điện áp thấp mà. Đúng, thế cao về đây. Cho nên là thế hôm nay mà thấp hơn thì chắc chắn nó phải chảy ngược này, chảy ngược này thì đi ô tô sẽ cản cái dòng ngược, đúng nhỉ? Và lúc đấy không có dòng điện ở trong mạch, đúng chưa nhỉ? Em lưu ý như thế. Và bắt đầu khi mà U2 lớn hơn E thì bắt đầu có cái dòng điện nó chảy như này thì đi ô tô bị thông. Nên đây các em nhìn này. Đấy, bắt đầu có dòng điện là khi nào? Khi mà U2, đây là điện áp lưới chúng ta, điện áp lưới chúng ta là cái đường 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 kẻ nét đứt màu xanh này, này. Đúng chưa? U2 mà lớn E, E là cái đường kẻ nét đứt màu xanh lá cây, còn ông này là xanh thì xanh đậm, đúng chưa nhỉ? Đây, U2 bắt đầu lớn E ở điểm này thì bắt đầu mới có dòng, dòng nó bắt đầu đi lên. Đúng không? Bắt đầu dòng có dòng ID, đúng chưa? Bắt đầu có dòng ID. Ở đây em lưu ý là tại vì chúng ta là tải RN trên dòng điện, tức là tải của chúng ta có tính cả trên dòng điện nó trễ pha hơn điện áp, đúng nhỉ? Điện áp về không rồi nhưng mà dòng điện nó chưa về không, tức là nó chưa đổi dấu, nó chưa bắt đầu đổi dấu. Đây, dòng điện áp về không rồi nhưng mà dòng điện nó vẫn dương, nên nó vẫn dương, tức là nó vẫn chạy theo cái chiều này, đúng nhỉ? Tức là đi ô tô vẫn thông, đúng nhỉ? Dòng nó vẫn chạy theo chiều đấy cho đi ô tô vẫn thông. Đến khi nào mà gì, dòng nó bắt đầu có khả năng đảo chiều đây, đúng không? Đây, đến đây nó mới đi về không, đúng nhỉ? Dòng bắt đầu có khả năng đảo chiều đây thì bắt đầu gì, bắt đầu nó đi đi có khả năng đi ngược lại đi ốt, đúng chưa? Đi ngược lại đi ốt này thì đi ốt nó cản, ngay lập tức nó cản dòng và đi ốt nó không thông nữa thì dòng điện ở trong mạch bằng không. Đây, dòng điện trong mạch bằng không đây, ông thấy chưa? Đấy là cái khi mà dòng điện trong mạch bằng không, đúng nhỉ? Thì điện áp ở trên hai đầu tải, tại tôi cái đường màu đỏ này, điện áp ở trên hai đầu tải khi dòng điện bằng không thì các em thấy là gì? Điện áp ở trên hai đầu tải nó bằng gì? ID bằng không, đúng nhỉ? Không nhân không, không nhân R bằng không, D không bằng gì? Bằng không thì cộng E thì có vẻ điện áp ở trên hai đầu tải UD bằng với E không? Và các em thấy là gì? Em thấy là khi mà dòng điện trong mạch bằng không thì UD bằng với E đây, thì thấy chưa? Đấy, cái đường này bằng E chứ không phải bằng không nhá. Tại vì có sức điện động E thế là điện áp ở trên hai đầu tải nó sẽ bằng E đây. Đúng chưa? Và cứ như thế bắt đầu một chu kỳ mới cũng thế thôi. Mà khi nào mà E bắt đầu lớn hơn thì bắt đầu là gì? Dòng nó bắt đầu chảy từ U2 sang E thì lúc đầu nó chảy thuận theo chiều iốt thì lúc đó iốt không, đúng nhỉ? Và cứ như thế đó hình thành thêm một cái chu kỳ mới của cái quá trình dẫn dòng của iốt. Và đây chúng ta lưu ý là rõ ràng khi bắt đầu iốt dẫn dòng thì ở góc theta một, đây góc theta một này, góc theta một này chính là giao, đúng chưa? Giao của U2 với E, đúng nhỉ? Cho nên là góc theta một chính bằng arc tan của gì? Arc tan của E chia U2M, đúng nhỉ? Arc tan arc sin của E chia U2M, đúng nhỉ? Đây, góc theta một chính bằng arc sin của U, đây góc theta một này, đúng chưa? Chính bằng arc sin của E chia U2M. Và chúng ta thấy là nó giống hệt với cái trường hợp mà tải RE, đúng nhỉ? Còn đối với cái góc beta này, cái góc beta này chính là góc tắt dòng, đúng là góc tắt dòng, là góc tại đó dòng điện nó đi về không. Thì chúng ta dựa vào đâu? Dựa vào cái chúng ta đã có nghiệm riêng đây rồi, đúng nhỉ? Nghiệm riêng bây giờ thì chúng ta dựa vào cái phương trình nghiệm này chúng ta sẽ tìm thấy cái giá trị beta, đúng không? Tại vì sao? Tại vì ID tại góc beta bằng không, vậy thì chỗ nào góc theta chúng ta thay bằng beta vào, chúng ta sẽ có cái phương trình để giải cái giải tìm góc beta nó như thế này, đúng nhỉ? Các em thay đây, đây thay vào đây, chỗ nào có theta thì các em thay vào beta đây, beta đây, beta đây, đúng nhỉ? Và các em sẽ giải ra được cái phương trình đây, cái phương trình này, cái phương trình tìm cái góc tắt dòng beta. Tại sao? Gamma biết rồi, quy biết rồi, theta một biết rồi, đúng, tất cả biết rồi, bây giờ chỉ còn cái nghiệm tìm nghiệm beta thôi. Nhưng mà cái phương trình này là cái phương trình siêu việt, không thể giải được bằng tay, bắt buộc giải bằng xấp xỉ, cho nên là giải phương trình này nó cũng rất phức tạp, chỉ có thể giải bằng máy tính thôi, không thể giải bằng tay được, bằng phương pháp xấp xỉ, đúng không nhỉ? Đấy, lưu ý như thế. Và đây rõ ràng là các em đã tìm được góc theta một rồi,
Lớp theta 1 biết, cấp beta biết thì rõ ràng chúng ta biết được phương trình vi phân, phương trình của dòng điện này. Đúng chưa? Phương trình dòng điện đây, phương trình dòng điện đây. Đây cái phương trình ID. Đúng nhỉ? Ở đây là theta 1 biết, beta biết thì rõ ràng chúng ta sẽ biết được toàn bộ cái phương trình vi phân này. Và biết được cái phương trình vi phân này thì chúng ta dễ dàng chúng ta tính được cái dòng gì? Dòng trung bình, dòng hiệu dụng chúng ta được. Chúng ta biết được phương trình rồi thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể tính được giá trị trung bình, giá trị hiệu dụng của dòng điện tải hết. Đúng không nhỉ? Đây, ở đây tôi tính cho các em đây, ID đây. Đúng nhỉ? Bằng tích phân từ góc theta 1 đến beta. Đúng nhỉ? À, góc phi C bằng beta trừ đi phi 1, góc theta 1 đây. Đây. Góc beta, đây là góc beta này các em này. Góc beta đây. Còn đây là góc theta 1. Đúng chưa? Beta trừ đi theta 1 chính là khoảng này. Khoảng góc này. Thì góc này người ta ký hiệu là phi c theta c, người ta gọi là gì, góc dẫn dòng, đúng không? Góc dẫn dòng là góc ở đó mà gì, yếu tố dẫn dòng. Đây, cái đoạn này, đoạn từ đây đến đây người ta gọi là góc dẫn dòng, có bằng beta. Đây, góc từ đây đến đây là góc beta mà, còn từ đây đến đây là góc theta 1 mà, đúng nhỉ? Beta trừ đi theta 1 chính bằng theta theta c, người ta gọi là góc dẫn dòng. Đấy, đây là cái mà cách mà chúng ta tính toán được cái bài toán về tải RLC. Và ở đây chúng ta thấy là tải RLC nó có hai bài toán quan trọng. Bài toán thứ nhất là xác định góc theta 1, bài toán thứ hai là xác định góc góc dòng beta. Nó là lai giữa hai bài toán RL và RE. RE thì chúng ta phải xác định hai góc theta 1 và theta 2. Nhưng mà nhớ rằng góc theta 2 bằng phi trừ theta 1 thôi, bản chất là chúng ta chỉ cần xác định góc theta 1 bằng arc của E trên 2m thôi. Còn cái bài toán là tìm bài toán của tải RR là chúng ta phải tìm được góc cắt dòng beta, đúng nhỉ? Vậy thì bài toán RRE nó tổng hợp của hai bài toán RL và RE lại, thì chúng ta phải tìm hai bài toán là tìm góc theta 1 và tìm góc cắt dòng beta. Và tìm góc cắt dòng beta bao giờ cũng bằng cách giải một cái phương trình siêu việt, không thể giải bằng tay, chúng ta phải giải bằng máy tính. Thế lưu ý chúng ta như thế. Và tương tự thế, chúng ta nghiên cứu về trường hợp chỉnh Newton một pha một nửa chu kỳ tại RLE. Đúng nhỉ? Em cũng là tương tự thôi. Đây các em lưu ý là gì? Tại góc theta 1 thì chính là thi to nó dẫn, nếu mà là điếu thì nó sẽ dẫn. Nhưng mà gì? Nhưng mà phải khi mà U2 lớn hơn E thì thi to có khả năng dẫn rồi, tại vì UAK nó lớn không rồi. Nhưng mà nó phải chờ góc phát xung, đúng không? Chờ góc phát xung. Chờ xung phát vào cực điều khiển thì nó vẫn dòng được. Thì ở đây là chúng ta có góc alpha. Bao giờ ta bắn chung điều khiển vào góc mở tại góc mở alpha thì thi to nó dẫn, và khi mà thi to dẫn thì điện áp ở trên hai đầu tải bằng điện áp dưới. Để các em nhìn cái đường màu đỏ không, đường màu đỏ là điện áp ở trên hai đầu tải, còn cái đường màu xanh là điện áp dưới đây, đúng chưa? Và các em thấy là gì, bản chất là nếu mà diode thì đến đây nó dẫn rồi, tự động nó sẽ dẫn ở đây, đúng chưa? Nhưng mà tại vì đây là thi to cho nên phải chờ góc mở alpha, góc mở alpha để bắn chung điều khiển vào cực điều khiển của to thì to bắt đầu dẫn được. Và rõ ràng là góc alpha ta ở đây phải đảm thỏa mãn điều kiện gì, góc alpha đây phải thỏa mãn điều kiện là gì, lớn hơn theta 1 và gì, nhỏ hơn theta 2, đúng nhỉ? Đúng chưa mọi người nhỉ? Nếu mà chúng ta vượt, nếu mà nó vượt quá theta 2 rồi thì U2 nó nhỏ hơn E rồi, lúc đó thì điện áp ở trên hai đầu thì to nó không dương được nữa, thì lúc ấy chúng ta có bắn chung vô ích, đúng nhỉ? Còn bản chất ở đây nó vẫn dẫn là gì, dẫn ở đây là do dòng của chúng ta nó chê pha hơn áp thì nó mới dẫn, chứ không phải là do mà U2 nhỏ hơn E mà nó vẫn dẫn được nha. U2 mà nhỏ hơn E thì lập tức là gì, nó không dẫn nữa. Nhưng mà ở đây tại vì có tải RN cho nên là dòng điện nó vẫn chê pha hơn điện áp, cho nên là nó vẫn dẫn dòng là do cái ông cuộn cảm nha. Nó dẫn dòng ở đây là cái trường hợp này dẫn dòng do cuộn cảm, đúng không? Thì chúng ta tương tự như thế, chúng ta có thể viết được cái phương trình của nó. Đây, chính là tôi viết cho các em là đây, tôi đưa ra kết quả cùng thôi. Cái trường hợp là tải RLE này chúng ta chỉ gọi là nghiên cứu lý thuyết thôi. Còn bài tập chúng ta sẽ không không đi quá sâu vào đây, tại vì chúng ta hiểu được cái lý thuyết của nó thì chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về những cái tải mà chúng ta tải RN và tải RE. Đấy. Chỉ như một pha một nửa chu kỳ ở đây, chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta tiếp tục sang cái phần tiếp theo. Ở đây tôi đề nghị một bạn sẽ làm về cái tải RNE này. Tôi đề nghị một bạn làm tải RNE.
Đấy là cái bạn tiếp theo là bạn Phạm Tuân Phong. Chỉnh lưu iốt nhục pha một nửa chu kỳ tại RNA. Chỉnh lưu iốt yêu cầu các bạn phải về làm đi nhá. Xong đến lúc mà các ông không có bài là không điểm nhá. Các em dù các em đi học chăm chỉ đầy đủ mà các em không bài dự kỳ tôi vẫn đánh không điểm. Tôi vẫn cho không điểm, nên chúng ta lưu ý một điều như thế. Đấy, các bạn đều 10 xem nào, 14 bạn này cố gắng làm nộp sớm đi, đến lúc chúng ta còn 1 2 buổi chúng ta làm nó không kịp đâu, làm đến đâu điểm đến đấy là chúng ta có điểm dự kỳ. Mà ví dụ chúng ta làm hẳn hoi thực tế có thời gian chúng ta làm nhiều hẳn hoi thực tế tôi cho điểm cao, ví dụ các em được 7 8 điểm 9 điểm 10 điểm hạn đi thi, các em chỉ cần được 3 4 điểm các em qua rồi đúng nhỉ. Cho nên chúng ta cố gắng làm đúng theo cái ba rem mà tôi hướng dẫn cho cái bài chỉnh như nhốt một pha một chu kỳ, làm đúng cái ba rem như thế thôi. Ông nào không làm đúng ba rem không có điểm nhá. Tiếp tục là chúng ta sang cái chương 3 phần 2. Chương 3 phần 2 là chúng ta học về cái chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ đúng không nhỉ? Mạch chỉnh lưu một pha, chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ tức là chỉ lấy được một nửa chu kỳ dương thôi, còn nửa chu kỳ âm nó không lấy được, cho nên nó gọi là một pha một nửa chu kỳ đúng nhỉ. Còn đây chúng ta chỉnh như một pha hai nửa chu kỳ tức là nó lấy được cả phần dương và cả phần âm. Trong cái chỉnh như một pha một nửa chu kỳ này, cho chỉnh như một pha hai nửa chu kỳ thì chúng ta có hai cái mạch chính, tất nhiên là cái điện áp đổ ra của hai cái mạch này nó giống nhau, nó đều là một pha hai nửa chu kỳ tức là lấy được cả phần dương cả phần âm, nhưng mà nguyên lý hoạt động của nó khác nhau đúng không, cấu trúc mạch nó khác nhau. Một cái người ta gọi là chỉnh như tia hình tia một pha có điểm giữa, để có điểm giữa này, tức là ở đây nó phải có hai cái biến áp mà có điểm giữa, nên là nó gọi là chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ biến áp có điểm giữa, gọi rất là dài như thế, nhưng mà thôi tôi gọi luôn là chỉnh lưu diode một pha hình tia. Còn trong một số sách nước ngoài này, nó gọi là chỉnh lưu một pha hai nửa chu kỳ hình tia có biến áp có điểm giữa, tức là nó lấy cái biến áp này làm chuẩn này, nó lấy biến áp làm chuẩn. Và tất nhiên là cái chỉnh lưu này chắc chắn đòi hỏi biến áp, ông không có biến áp có điểm giữa này thì chắc chắn ông không không có cái mạch này được đúng nhỉ. Còn một cái mạch nữa người ta gọi là chỉnh lưu iốt một pha hình cầu, thì cái chỉnh lưu iốt một pha hình cầu này có biến áp cũng được mà không có biến áp được, ông nối trực tiếp biến áp lưới vào hình cầu này cũng được, nhưng mà chỉnh lưu kia này chắc chắn là nó phải có biến áp, cho nên ở đây là cái chỉnh lưu hình kia này nó Thế như vậy ứng dụng ít ứng dụng đã, hơn. em nhớ tải được giờ nó vào trận game cũng không vào được. Ai ý kiến gì em nhỉ? Alo? Ông nào ý kiến gì đấy? Ô hay.